Thực ra thì câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà cũng thường gặp, có nghĩa là nhiều người, nhiều anh chị có đặt ra và cần cái giải đáp xác đáng từ bác sĩ. Thì chúng ta biết được rằng là cái việc kích trứng ấy, thì nó có nhiều mục đích. Đấy. Và ví dụ như là ở những trường hợp mà căng thẳng, có nghĩa là chúng ta gặp phải cái vấn đề nặng nề từ cả phía chồng và phía vợ, thì người phụ nữ có thể phải thực hiện một cái chu kỳ kích trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm. Cái quá trình kích trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm thì tùy từng lứa tuổi, tùy từng số lượng nang trứng, tùy từng điều kiện nội tiết mà các bác sĩ sẽ sử dụng cái liều thuốc kích trứng khác nhau. Và cái kích trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm thì thường quanh quẩn đâu đó độ khoảng 20-30 triệu. Tuy nhiên thì có những trường hợp nhẹ nhàng hơn, chúng ta chỉ việc kích trứng để chúng ta thực hiện bơm IUI chẳng hạn, thì cái quá trình kích trứng làm IUI thì chúng ta sẽ cần cái lượng nang trội nó ít hơn so với cả làm thụ tinh trong ống nghiệm, vì vậy chúng ta cũng cần cái lượng thuốc ít hơn. Và một số trường hợp thì thậm chí cũng không cần phải dùng thuốc tiêm, người ta có thể sử dụng thuốc uống để mà cho có cái kích thích cho cái nang trứng nó trội và sau đó thì kích thích cho nang trứng nó rụng. Thì với những cái trường hợp làm IUI thì cái chi phí kích trứng thường mềm hơn rất là nhiều, và có một số những trường hợp nó còn nhẹ hơn nữa, có nghĩa rằng là người ta chỉ cần kích trứng để mà chúng ta có nang trội và chúng ta sẽ canh ngày rụng trứng. Thì với những trường hợp này thì đa phần là người ta chỉ cần sử dụng thuốc uống và với mức chi phí có thể chỉ hết độ vài chục nghìn. Như vậy thì nếu mà hỏi là kích trứng có đắt hay không thì chúng ta cũng có thể vừa trả lời là đắt, cũng có thể vừa trả lời là không đắt. Đấy, thế nên rằng là chúng ta cần đánh giá được rõ cụ thể là chúng ta cần gì, và khi mà chúng ta biết cái đích thì chúng ta mới biết được con đường.